Khi mà mình vo cái ngọn của nó thì nó sẽ đỏ ra tay như thế này các bạn ạ. Cây này thường được dùng để nhuộm màu thực phẩm như là làm các món cơm sôi này để nó có màu ấy, hoặc là làm bánh. Cũng có thể là nhuộm các vật dụng khác như là đũa. Đây chính xác là một loại cây dùng để tạo màu trong thực phẩm. Cây này còn sử dụng để làm thuốc chữa bệnh nữa các bạn ạ. Và tất nhiên là nó rất an toàn rồi, bởi vì từ xưa người ta đã sử dụng nó để tạo màu cho thực phẩm, rồi là làm thuốc chữa bệnh, nên cây này rất là an toàn các bạn nhé. Xem đến đây thì chắc hẳn đã nhiều người biết đây là cây gì rồi. Cây này thì có nhiều tên gọi khác nhau, có nơi thì gọi là cây lá diễn, có nơi thì gọi là cây lá cẩm, hay là cây cẩm đỏ. Nó có hai loại các bạn nhé, một loại là cẩm đen, một loại cẩm đỏ, có nơi thì gọi là lá cơm đỏ hoặc là lá cơm đen. Nói chung khá là nhiều tên. Như các bạn thấy, cây này là một loại cây thân thảo thôi, lá cũng khá là nhỏ, hình trứng, đuôi lá nhọn. Và bây giờ đang ra hoa, hoa nó màu tím hồng. Bây giờ đang là mùa đông các bạn nhé. Hoa màu tím hồng này. Đây các bạn xem cái cây của nó khá là mỏng manh. Nó có thể mọc lan theo đất đi. Nó cũng có thể mọc cao lên nhưng mà cao quá thì nó sẽ bị ngã không thôi vì thân cây nó khá là mềm mỏng manh mà. Đấy. Nó cũng có lông nhưng mà lông của nó rất là nhỏ, ngắn và màu trắng. Ở các cái mấu của nó thì hơi phình ra một tí này. Các bạn xem nó hơi phình ra ở các cái đốt đấy. Đấy. Các bạn để ý này, khi mà mình lấy một cái ngọn của nó đây nhá, mình vo và vo thật nhàu nát đi, thì để một lát sau nó sẽ chuyển sang màu đỏ các bạn nhá. Phải đợi khá là lâu ấy, tầm 5 phút trở đi ấy, thì nó mới chuyển sang màu đỏ nhá, 5 đến 10 phút sau đây này, thấy không? Mình không nhớ chính xác bao nhiêu phút nhưng mà khá là lâu ấy, phải tầm hơn 5 phút thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ như thế này đây. Đây các bạn có thể thấy. Còn người ta lấy về xôi cơm thì người ta phải đun lên rồi. Đun lên mà lấy cái nước đấy mà ngâm để mà xôi cơm thì cơm sẽ có vị vừa thơm vừa ngon vừa đỏ mềm. Nói chung là rất là tốt. Còn khi mình vo thế này thì các bạn thấy là nó đỏ ở tay này. Rất là đỏ nhá. Đây chính là đặc điểm để mà các bạn dễ dàng nhận dạng ra nhá. Cây lá diễn này thì phân bố rải rác ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm cả Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, rất là nhiều nơi. Như ngày nay thì mọi người thường hay đem về nhà trồng để mà tiện sử dụng. Cây này nó sẽ ưa môi trường ẩm và bóng một chút các bạn nhé. Chứ những nơi mà khô hoặc là nắng quá thì nó không ưa đâu các bạn ạ. Để mà xôi cơm ấy, người ta đem toàn bộ cái phần thân cành lá của cây lá diễn đây này, đem vào nồi người ta đun lên. Rồi sau đấy chắt lấy cái nước đấy ra và ngâm gạo ở đấy nhá. Thì đợi khoảng vài tiếng là gạo nó sẽ ngấm cái chất màu của cái cây lá diễn này ấy. Nó sẽ chuyển sang màu đỏ, đỏ đậm hoặc đỏ nhạt. Cũng có thể là người ta cũng có thể điều chỉnh được màu nó hơi hồng hồng nữa cơ. Sau khi mà ngâm cho nó ngấm màu ấy, thì người ta vớt cái gạo đấy ra để mà xôi thôi. Và người ta còn dùng cái nước màu của cây lá diễn này để mà nhuộm đũa chẳng hạn. Đều được hết các bạn nhé. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng để làm thuốc chữa bệnh nữa các bạn ạ. Thì trong đông y thì cây lá diễn này có vị ngọt, nhạt, tính mát,
có tác dụng là thanh phế, chỉ khái, tán ứ, chỉ huyết. Và thường thì người ta sử dụng cây lá diễn này để mà chữa ho, ho nhiều đờm, ho ra máu, nôn ra máu, vết thương bầm tím. Với liều dùng là ngày dùng từ 30 cho đến 60 gram cây tươi hoặc là 15 cho đến 30 gram cây khô, xắt nước uống. Dùng ngoài thì dùng với liều thích hợp vo nát để đắp tại chỗ. Thì như đối với các trường hợp bị ho, như là ho nhiều đờm, ho ra máu hoặc là nôn ra máu chẳng hạn, thì các bạn lấy cái lá diễn này về, đem về xắt nước uống. Nếu là tươi thì xắt với liều từ 30 cho đến 60 gram, hoặc là khô thì các bạn xắt uống với liều là 15 cho đến 30 gram. Còn đối với các vết thương như là bị sưng, bầm tím chẳng hạn, thì các bạn lấy lá tươi, cây lá tươi, giã nát ra để mà đắp vào tại chỗ bị bầm tím, sưng đau đấy. Thì tùy vào vết thương nó, vết bầm tím, sưng đau nó to hay nhỏ mà các bạn đắp nhiều hay ít thôi. Còn ở Trung Quốc thì cây lá diễn có tên là quan âm thảo hay là giã đinh thanh. Dược liệu có vị đắng, tính bình, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chỉ huyết, chữa viêm họng, thấp khớp, nhiễm trùng, đường tiết niệu, kinh phong ở trẻ em, lao hạch, mụn nhọt, với liều dùng hàng ngày là từ 9 cho đến 15 gram, xắt nước uống. Còn dùng ngoài thì giã nát ra để mà đắp vào những nơi mụn nhọt, sưng đau. Chào các bác, hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bác một loại cây rất là đặc biệt. Cây này thì người miền núi thường dùng nó để làm canh cá. Hương vị rất là ngon. Tất nhiên cây này cũng được sử dụng để làm thuốc rồi. Cây này có tên là cây lá giang các bác nhé. Có nơi thì còn gọi là lá lồm ấy. Này, các bác xem lá của nó khá là nhỏ thôi. Nhỏ tầm hai ngón tay ấy. Nhẵn bóng. Lá non màu xanh nhạt hơn so với lá già. Lá hình trứng thuôn dài rất là đều nhau thôi. Dây nó là dạng dây leo các bác nhé. Dây leo thân gỗ. Thì dây này nó có thể dài tới 5-10 mét hoặc là hơn. Dây nó có thể to như ngón tay, ngón chân hoặc thậm chí là to bằng cổ tay cơ. Nhưng mà các bác lưu ý là phải sử dụng đúng cây nhé. Vì cũng có cây lá ngón ấy. Cái dây nó gần giống như dây lá lồm này. Cho nên các bác chú ý. Ai mà chưa biết là không nên sử dụng bừa bãi đâu nhá. Thì tôi quay lên đây để các bác dễ dàng nhận dạng ra thôi. Cụm hoa thì mọc thành chùy dài 10 đến 20 cm, gồm nhiều sim phân đôi. Hoa nhỏ rất nhiều, tụ họp thành nhóm 3 đến 5 cái màu trắng phớt hồng. Đài 5 răng nhỏ, tràng 5 cánh, nhị 5 bao phấn hình dài hẹp, hơi nhọn và cong ở phía trong. Bầu thượng có hai lá noãn tự do gồm nhiều noãn. Quả có hai đại thẳng dài 8 đến 12 cm, rộng 5 đến 7 mm. Hạt có chòm lông ở đỉnh, toàn cây có nhựa mủ trắng. Mùa hoa quả là tháng 4 đến tháng 8. Đây, nó có nhựa mủ trắng. Thì rất tiếc là không có hình ảnh của hoa và quả nó, chỉ có thể quay dây lá của nó để các bác xem thôi. Thì nó có nhựa mủ trắng. Cây này thì theo như trong các tài liệu ghi là có hai loài ở Việt Nam, trong đó một loài được dùng làm thuốc là cây lá giang. Lá giang phân bố rải rác ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và có thể ở cả Malaysia nữa. Cây cũng có ở đảo Hải Nam Trung Quốc, ở Việt Nam. Lá giang phân bố hầu hết các tỉnh thuộc vùng núi thấp và vùng trung du phía Bắc như Hà Tây, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, nói chung là khắp các tỉnh miền Bắc luôn.
Cây cũng thường gặp ở một số tỉnh ven biển miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Lá giang thuộc loại dây leo luôn xanh và ưa sáng, thường mọc trong các quần hệ thứ sinh như đồi cây bụi, vùng ven biển bờ nương rẫy và đặc biệt ở ven rừng thưa núi đá vôi thuộc tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Cây sinh trưởng mạnh vào mùa mưa ẩm. Quả lá giang khi già thường mở thành hai mảnh, cho hạt thoát ra ngoài. Hạt có túm lông phát tán nhờ gió nhưng không bay được xa, do màu lông rất dễ rụng. Cây bị chặt phát vẫn có thể tái sinh. Lá của cây, lá giang có vị chua, thường được dùng để nấu canh chua với cá, thịt. Thì ở miền núi mọi người thường lấy cái lá này để nấu canh cá, nhất là nấu với cá suối ăn ngon cực kỳ các bác ạ. Rất là dễ làm, đem về nấu với cá, vị rất là ngon, chua chua, ngọt ngọt, nói chung là rất là hay, lạ miệng. Về tính vị và tác dụng như sau: lá giang có vị chua, tính mát, vào kinh can, có tác dụng tiêu viêm, sát trùng, chỉ khát. Thân cây có tác dụng sinh tân dịch, tiêu thũng, chỉ khát. Công dụng: thân cây lá giang được dùng để chữa sỏi đường tiết niệu. Mỗi ngày dùng 200g, sắc lấy 500ml nước, chia làm nhiều lần uống trong ngày, dùng liền vài tháng. Rễ và lá, dùng 20-30g sắc uống, chữa ăn không tiêu, đau bụng đầy trướng, phong thấp, nhức xương. Dùng ngoài thì dùng rễ hoặc lá, sắc đặc hoặc là lấy lá, sửa sạch giã nát để đắp mụn nhọt, lở ngứa ngoài da, vết thương do chém chặt. Trên đây là những thông tin về cây lá giang, có nơi gọi là lá lổm mà người miền núi thường sử dụng để nấu canh cá. Các bác hãy chia sẻ video này để nhiều người biết đến và sử dụng cây lá giang này một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Trong video này mình xin chia sẻ đến các bạn một vị thuốc đến từ xác con ve. Xác con ve đã lột rồi nhá, chứ không phải là con ve đâu này. Để các bạn xem cái xác của nó đây này. Cái xác này được gọi là thuyền thuế nhá. Thuyền thuế. Đấy. Còn có tên gọi khác là thuyền thoái hoặc là thiền thoái, thiền xác, thiền thuế. Khá là nhiều tên. Thì thuyền thuế này chính là xác của con ve sầu, nó đã lột rồi. Các bạn biết con ve sầu này là một loại sâu bọ vỏ cứng, có đốt. Con đực thì sau khi mà nó giao cấu xong thì nó sẽ chết. Còn con cái thì nó lại đẻ trứng ở dưới các cái vỏ cây hoặc là khe đá gì đấy. Khi mới nở thì chưa có cánh, nó sống ở dưới đất ấy. Mà sau khi đến mùa của nó vào mùa hè này, nó chui ở dưới đất lên, sau đấy nó lột xác ra thì nó lại trở thành con ve và để lại các cái xác ở trên thân các cây. Thì để thu cái xác này ấy, thì vào đầu mùa hè đấy, kể cả là ở vùng núi hay là thành thị nông thôn gì đấy cũng đều xuất hiện thôi. Ở những nơi mà có cây to ấy, thì các bạn thu hoạch cái xác của ve sầu này hay còn gọi là thuyền thoái ấy, thì vào mùa hè trên cây to này hoặc là trên mặt đất này. Cũng có khi là có những nơi mà sau các trận mưa to ở mùa hè đấy, thì xác ve trên cây bị gió mưa nó làm rơi xuống rồi nước nó cuốn trôi theo dòng nước, nó dồn lại một chỗ được cái cành cây, lá cây nó giữ lại. Thì các bạn cũng có thể là lấy rổ vớt hoặc là nhặt lấy, rồi sau đấy là rửa sạch rác đi, phơi khô. Thì cái xác ve này dùng theo phạm vi nhân dân thì được dùng để làm thuốc chấn kinh và chữa sốt, chữa kinh giật, kinh phong, co quắp chân tay ở trẻ em, rồi là chữa ho, cảm, mất tiếng, chữa viêm tai giữa. Cũng có thể là dùng ngoài để làm thuốc chữa lở, mắt có màng mộng, rồi là người ta còn dùng để chữa những trường hợp như là uốn ván. Thì
Xác con ve này nó có tên là thuyền thuế hoặc là thuyền thoái hoặc là thiền thuế. Có đôi khi là mình đọc các cái tên này, lúc đọc tên nọ, lúc đọc tên kia thì vẫn là nó thôi nhá. Theo các tài liệu cổ ấy, thì thiền thuế này nó có vị mặn, ngọt, tính hàn, vào hai kinh là can và phế, có tác dụng là tán phong nhiệt, giải kinh, tuyên phế, thấu đậu chẩn, dùng để chữa đậu chẩn, phong chẩn, trẻ con kinh giật, phá thương phong, đầu phong choáng váng, mất tiếng, mắt có màng mộng, những người hư chứng và không phong nhiệt thì không dùng được. Còn để mà chữa uốn ván ấy, thì các bạn dùng cái xác ve sầu lột này, ngày là uống 1 đến 3 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc là thuốc bột. Tiếp theo là bài thuốc dùng để chữa cảm mạo, viêm khí quản, ho mất tiếng, thì các bạn dùng cái xác ve sầu này hay còn gọi là thiền thuế, với liều lượng là 3 gram, ngưu bàng tử 10 gram, cam thảo 3 gram, cát cánh 5 gram, nước là 400 ml. Các bạn đem sắc còn lại là 200 ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Để mà chữa chứng hay đau đầu, chóng mặt thì các bạn dùng sắc ve sầu sao qua rồi tán nhỏ, mỗi lần các bạn uống 4 gram với rượu hoặc là nước ấm. Còn để chữa kinh phong co giật thì các bạn dùng xác ve sầu, thiên nam tinh, cam thảo, sinh khương, đại táo, mỗi vị là 3 gram, toàn ít là 1,5 gram, tất cả là phơi khô đi rồi tán bột, uống làm 2 đến 3 lần trong ngày. Trong trường hợp mà mắt có màng mộng ấy, thì các bạn chữa như sau, các bạn dùng xác của ve sầu và cúc hoa, thì cúc hoa vàng ấy là lượng bằng nhau nhé, tán nhỏ, mỗi ngày là uống 2 lần, mỗi lần là uống 8 gram với nước có hòa ít mật ong. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm dân gian, người ta còn dùng con ve sữa non để làm thuốc, tức là con ve nó còn chưa lột xác ấy, nó ở dưới mặt đất ấy, thì người ta đem về rồi tẩm bột chiên giòn mà ăn, hoặc là người ta dùng để ngâm cả con ve này vào rượu thuốc, ngâm một thời gian dài tầm 1 tháng ấy, thì người ta mới uống. Thì ve sữa non này là thuốc bổ cho mọi lứa tuổi, đàn ông trung niên mà dùng ve sữa non thì thấy cơ thể sung mãn, tinh lực dồi dào, thần khí mạnh mẽ. Trên thực tế thì mọi người cũng thường lấy con ve này đem về để mà ăn, thì các bạn cũng có thể xem xét mà áp dụng để chữa bệnh. Trên đây chính là những thông tin về con ve, xác con ve sầu này. Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này để cùng nhau trao đổi thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào các bạn nhé. Đây là một loại cây thuốc mà chuyên để dùng cho chữa các bệnh về thận, như là trong các trường hợp như là nước tiểu đỏ này, đi tiểu ra máu, rồi là nước tiểu ít, bí tiểu và một số loại bệnh khác nữa. Và khi sử dụng thì cũng cần phải có một số lưu ý về cây thuốc này. Còn những trường hợp nào mà không sử dụng được thì lát nữa mình sẽ nói rõ hơn nhé. Về nhận dạng thì cây này rất là dễ nhận dạng thôi. Đây chính là cây cỏ lá tre mà có tên gọi là đạm trúc diệp. Đặc điểm nhận dạng cực kỳ dễ các bạn nhé. Vì lá của nó giống y như với lá tre. Nhưng mà khi các bạn nhổ lên thấy không, củ của nó rất là nhiều củ. Cây của nó thì thấp thôi, cao tầm 30 cho đến 50 cm thôi. Cây không to đâu, lá thì chỉ bằng độ 2 ngón tay đổ lại thôi. Đấy, hoa của nó lên ở ngọn luôn, mọc dài ra. Thì đặc điểm dễ nhận ra nhất chính là, thứ nhất là nhìn vào cây thì thấy nó lá giống với lá tre. Khi nhổ lên thì nó có củ màu trắng, rất là nhiều củ. Củ nó nhỏ dài, đặc điểm rất là dễ nhận dạng, mọc ở trong các rừng già, nơi mà ẩm mát, ánh sáng vừa phải. Cây này thì mọc ở nhiều nước trên thế giới, còn ở Việt Nam mình thì chủ yếu xuất hiện ở vùng đồi núi trong rừng già. Ở trong rừng già, khi các bạn đi rừng thì các bạn để ý hai ven đường xem, đôi khi sẽ xuất hiện cây này, hoặc là ở những nơi mà ven rừng ấy.
Còn bộ phận sử dụng ấy thì mình lấy toàn bộ cái cây này về, nhổ cả cây luôn, cả phần rễ củ thân lá đem về rửa sạch đi, rồi là dùng tươi hoặc là sấy khô mà dùng, phơi khô mà dùng. Còn về tính vị thì cây cỏ lá tre này có vị ngọt, nhạt, tính hàn, vào kinh tâm và tiểu trường, có tác dụng là thanh nhiệt, trừ phiền nhiệt, lợi tiểu, tiêu viêm. Cỏ lá tre thì thường được dùng để chữa sốt, khát nước, tâm phiền, trẻ em sốt cao, co giật, viêm đường niệu đạo, đái ít, nước tiểu đỏ, đái ra máu, viêm họng, đau miệng, sưng tuyến nước bọt. Ngày dùng là từ 10 cho đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc. Để mà chữa sốt khát nước thì các bạn lấy cỏ lá tre 30 gram, sắn dây 15 gram, có thể dùng thêm bột thạch cao 12 gram, sắc uống, làm 3 lần trong ngày. Còn để chữa viêm miệng, phồng lợi, nước tiểu ít thì dùng cỏ lá tre 12 gram, sinh địa, không đổ chín 20 gram, cam thảo 6 gram, sắc uống. Còn để mà chữa bí đái, đái ra máu thì dùng cỏ lá tre, rễ cỏ chanh, mỗi vị là 15 gram, sắc uống. Để mà chữa viêm niệu đạo, tiểu tiện đau buốt thì dùng cỏ lá tre 15 gram, thông thảo 5 gram, cam thảo không sao 3 gram, qua lâu căn 10 gram, hoàng bá 5 gram, sắc uống làm 3 lần trong ngày. Thực ra thì trong các bài thuốc mà dùng về thận, ví dụ như là chữa sỏi thận này, hoặc là những bài thuốc bổ thận ấy, thì người ta đều sử dụng cây đạm trúc diệp này nhá, hay còn gọi là cỏ lá tre. Còn thậm chí là trong các trường hợp như là bị phù do thận ấy, thì người ta cũng sử dụng cả cây cỏ lá tre này để mà cho nó rút nước nhanh. Nó có tác dụng lợi tiểu nữa mà. Để mà có hiệu quả tốt ấy thì tùy theo bệnh mà người ta phối hợp với từng loại thảo dược cụ thể để mà chữa từng bệnh cho nó hiệu quả. Và một lưu ý rất là quan trọng là phụ nữ có thai ấy, thì không dùng cây này đâu nhé. Vì là thuốc dễ gây sảy thai hoặc là đẻ non. Đối với các trường hợp bí tiểu thì cây cỏ lá tre này sử dụng rất là hiệu quả các bạn nhé. Các bạn chỉ cần dùng cái cây cỏ lá tre này với rễ cỏ chanh thôi, đúng hai vị thôi các bạn nhé. Cỏ lá tre với rễ cỏ chanh đúng hai vị này thôi để mà chữa bí tiểu ấy. Đấy, các bạn dùng hai vị này, mỗi vị 15 gram thôi, dùng để mà sắc uống cho hiệu quả rất là nhanh. Kể cả là trong trường hợp tiểu ra máu các bạn cũng làm như vậy nhé, rất là tốt các bạn nhé. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý riêng là đối với trường hợp phụ nữ có thai thì không dùng cái cây đạm trúc diệp này đâu nhé.